Hello hello, lại là mình Hải Kling đây. Hôm nay mọi người cùng mình làm món bánh tart bưởi từ yến mạch chỉ có 75 calo nhé. Một món bánh rất là dễ làm, healthy mà ăn chua chua ngọt ngọt không hề bị ngán luôn á. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Đầu tiên thì mình sẽ dùng 50g bột yến mạch. Bột yến mạch này thì Hà xay từ yến mạch cắn vỡ nha. Sau đó thì mình sẽ dùng một quả chuối nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ dằm nhuyễn quả chuối này ra. Tiếp theo thì Hà sẽ cho bột yến mạch vào và trộn đều. Các bạn có thể cho thêm mật ong hoặc là đường ăn kiêng cho nó ngọt hơn nhé. Mình xịt dầu không calo cho nó đỡ dính. Sau đó thì mình sẽ ép phần yến mạch vào. Nếu như các bạn không có cái dầu dạng xịt thì có thể dùng cái chổi silicone. Sau đó thì chúng ta sẽ phết một lớp mỏng dầu ô liu lên ha. Về phần bưởi thì chúng ta phải tách thật là sạch vỏ cho nó không bị đắng nha. Mình sẽ cho vào cái cối xay mini dễ thương của mình, sau đó xay nhuyễn nó ra này. Tất cả các sản phẩm mình dùng trong video mình đã đều để link ở trong bio cho mọi người rồi nhá. Mình bắc một cái chảo lên bếp, sau đó cho phần bưởi vào, thêm vào đây một thìa bột bắp. Các bạn nên pha bột bắp với cả nước trước cho nó không bị vón cục nha. Phần bánh tart sau khi nướng xong thì mình sẽ cho phần bưởi lên. Mình sẽ cất cái bánh này trong tủ lạnh khoảng 30 phút thì ăn sẽ ngon hơn nhá. Thế là chúng ta đã làm xong món bánh tart bưởi rồi đấy. Nhìn cái màu của bánh xinh mọi người nhỉ. Bánh này siêu ngon mà còn healthy nữa. Hôm nào mọi người thử làm cái bánh này nhá. Còn bây giờ thì bye bye.